Mời quý vị cùng theo dõi thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 28 tháng 2 ngày 1 tháng 3 do Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, chiều tối có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 7 cho tới 18 độ, độ ẩm trung bình 82%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 cho tới 23 độ, độ ẩm trung bình là 80%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 cho tới 25 độ, độ ẩm trung bình là 82%.